bạn, mình là Việt Anh và hiện tại thì mình đang có mặt tại số 175 Cầu Giấy, cửa hàng thứ hai mới khai trương của Bentoni. Và trên tay mình đang là hai mẫu giày mới trong bộ sưu tập giày đế 2S của Bentoni. Một đôi là Brogan Sneaker và một đôi là Block Sneaker. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cũng như là on fit hai đôi giày này cho các bạn. Trước tiên thì mình sẽ nói qua về phần đế 2S này. Phần đế 2S này là một dòng đế crepe được cải tiến về chất liệu và kiểu dáng bởi Bentoni và hoàn toàn khác biệt so với những loại giày đế crepe trên thị trường. Và có 3 điểm khác biệt chính. Đầu tiên phải kể tới là phần đế crepe này được đúc đặc hơn và ép mỏng hơn. Do vậy, đế của chúng ta sẽ bền hơn và dẻo hơn, cùng với đó các bạn đi sẽ thoải mái hơn. Thứ hai là phần viền xung quanh đôi giày này đã được khâu bọc một lớp da thật, khiến cho phần đế và phần upper phía trên liên kết chặt chẽ với nhau hơn và làm cho dáng của đôi giày này cũng trở nên thon gọn hơn. Và thứ ba là phần lót giày phía bên trong cũng được bọc một lớp da thật, đi rất mềm và thoải mái. Đi kèm với những đôi giày trong bộ sưu tập hai lần này thì gồm có những brochure, những ấn phẩm để các bạn có thể hiểu rõ hơn về loại đế này. Không chỉ hai đôi sneaker là Brogan Sneaker và Block Sneaker mà toàn bộ những đôi giày trong bộ sưu tập đế 2S lần này đều làm từ da thật và hoàn toàn mềm và rất dễ chịu khi đi. Đầu tiên phải nói tới đôi Brogan Sneaker này, có dáng trơn và hoàn toàn không có họa tiết gì cả. Đôi giày này ngoài màu nâu nhạt mình đang cầm trên tay còn có cả màu nâu đậm và một màu đen, hoàn toàn đơn giản tinh tế nhưng cũng rất nam tính. Các bạn có thể kết hợp với cả quần jean, quần kaki và quần tây dáng suông rất thoải mái và phù hợp. Và trên tay mình là đôi Block Sneaker. Đôi giày này được phối thêm một miếng da lộn ở phần má giày trông rất là cá tính. Ngoài màu nâu vàng mình đang có trên tay đây thì còn có thêm màu đen. Màu đen thì là một sự lựa chọn khá là an toàn. Và đối với màu đen thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp với rất nhiều những outfit. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình thích màu nâu vàng này hơn, tại vì trông rất là khác lạ và hoàn toàn phù hợp với mùa thu đông sắp tới. Với một đôi giày cá tính như đôi Block Sneaker này thì mình hoàn toàn có thể kết hợp với cả quần jean, áo phông trơn, khoác ngoài một lớp áo jacket hoặc bomber thì sẽ vô cùng hoàn hảo. Tổng kết lại, với mức giá 1.200.000 đồng thì để sở hữu một đôi Brogan Sneaker hay Block Sneaker thì hoàn toàn hợp lý cho một đôi giày chắc chắn, thoải mái và làm từ da bò thật. Và vì anh nghĩ rằng đây là khoản đầu tư vô cùng xứng đáng cho một thu đông sắp tới. Ngoài ra thì bộ sưu tập đế 2S của Bentoni có rất nhiều đôi giày khác để các bạn có thể thoải mái lựa chọn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.